một chi tiết này em ơi, loa điện bạc sập sinh. Bên anh đang đổ buôn, giường ngủ có ghế massage, cọc để đồ, két sắt, loa nhạc. Giá chỉ có 1 triệu mới về không anh? Giá chỉ có 1 triệu mới về không anh? Đúng rồi đó em. Có ghế massage, có hộp để đồ, có két sắt, nhưng không phải giá 1 triệu đâu em nhé. Vậy giá đổ buôn và giá bán lẻ là bao nhiêu với anh? Là bao nhiêu với anh? Giá của nó chỉ 1x thôi em nhá. Dạ vâng, vậy anh giới thiệu từng công năng cho em với anh. Ok em. Ghế ngủ massage có rất là nhiều chế độ đa năng, có cả massage cổ, vai, gáy và đầu, rất là đa năng em nhé. Có cả bàn làm việc nữa em ơi. Két sắt nữa em ơi. Đéo tin. Vừa làm ghế này, vừa có hộp để đồ này. Có hộp để đồ ở đây nữa em nhé. Ngoài ra còn có cả chỗ đựng sách vở em nhé. Thêm một chi tiết này em ơi, loa nhạc đập sập sinh. Lên nào. Alright. Phê không em? Phê quá anh ơi. Em ở bên đơn vị thiết kế chuyên lấy số lượng lớn. Hôm nay anh để cho em cái giường này với giá như được luôn, được không anh? Cái này khó đấy. Cái này anh phải Cái này anh vẫn phải hỏi ý kiến sếp. Em chào sếp ạ. Sếp qua đây thăm chúng em ạ. Tin tôi à? Anh ngần ngơ cơn mơ đó chỉ là giấc mơ. Cậu lên văn phòng gặp tôi.